Ngôi nhà xinh xắn này ngày hôm nay đang rộn ràng không khí của ba bạn nhỏ khi lần đầu tiên được tự tay tổ chức sinh nhật cho một người chị mà cả ba rất yêu quý. Và cũng là nguyên nhân cho cuộc hành trình đáng nhớ của ba anh em trong chương trình Con đã lớn khôn. Bạn ngoại báo bạn ngoại là đi họp tổ dân phố. Thế bây giờ con đi ra tiệm bánh Phương Chi. Con lấy bánh về cho ngoại. Lẽ ra hôm nay, bà sẽ dẫn ba anh em đi mua đồ để chuẩn bị đãi tiệc sinh nhật cho chị Nhi, một người chị mà cả ba đều yêu mến. Nhưng bà lại có việc đột xuất, nên ba anh em sẽ phải tự đi một mình. Ngoại gửi tiền con. Con ra con lấy các đồ về cho ngoại nghe chưa? Đi nhanh nhá. Ba bạn đi nhá. Nắm tay không bị lạc. Nắm tay vào, ba anh em nắm tay nhau đi khỏi lạc nhá. Nhà làm đây. Lấy mẹ lên đây. Nhanh đi. Không xa. Đi ra nắm tay phải. Đúng rồi. Đi ra nắm tay. Ở đây nhìn xem á. Ở đây nhìn xem á. Cha chú, cha chú. Mặc dù được giới thiệu là anh nhưng mà có thêm đặc điểm đi kèm là rất nhõng nhẽo. Nhờ tuân thủ tuyệt đối luật giao thông mà 200m đầu tiên đã trôi qua rất êm đềm cho đến khi cả ba đi ngang qua một trường mẫu giáo. Nè, mấy con. Con học trường Hoàng Yến đúng không? Sao con giờ con ở đây? Con học trường Hoàng Yến. Con học trường gì vậy? Ôi, hình như có một sự hiểu lầm nghiêm trọng ở đây rồi. Nhưng mà con nè, con thấy là con mặc đồ đồng phục của trường này. Căn nguyên của sự việc chính là do bộ quần áo của anh chàng nam đang mặc trên người. Ở trường trong này là giờ người ta đang chơi vui mà con trốn ra này đi chơi vui. Cảm ơn nhớ không mặc đồ khác nữa đâu. Con nè, chú thấy con mặc đồ của trường này. Giờ của đáng tội, nam chính là cựu học sinh của trường và anh chàng chỉ vừa mới chuyển trường từ mấy tháng trước. Phải không? Dạ. Nhìn thấy là giờ bà bạn mặc đồ giống không? Có giống thôi gì nữa. Giờ giờ sao? Con phải đứng đây đợi chú ba đứa. Tình thế éo le, ba bạn đã bị chú bảo vệ giữ lại để xác minh thông tin. Nè, con trai, con tên gì? Tên là Bạn Nam. Bạn Nam mấy tuổi? Bạn Nam 2 tuổi. Hả? Sao con có 2 tuổi? Người anh bây giờ là rối rồi, thậm chí tuổi mình còn không biết nữa. Nói có vẻ tình huống quá bất ngờ nên cả ba bạn nhỏ đều không thể giải thích rõ ràng với chú, nên mọi thứ ngày càng rơi vào bế tắc. Ờ, con phải đợi chú đây, chú ơi, xuống mình chú xác minh cái đã nha. Đi. Đơn im. Nè, mấy bạn mặc áo giống nam không là nam phải đi trường. Đến ngày cả sóc và thỏ cũng nghi ngờ thì chú bảo vệ càng dứt khoát hơn. Nha, đứng đây đợi chú. Chú coi coi đúng không là con phải học trường này không? Hôm nay con được ngày mà. Đứng lại đây, bây giờ chú hỏi không phải thì chú cho con đi nha. Chú đâu có làm gì đâu. Thấy chưa? Đứng đợi chú. Các bạn gái thì bình tĩnh hơn, còn anh làm như anh là tội phạm vậy đó. Anh đọc trợ trường khác rồi. Cô mua bánh sinh nhật không? Trời ơi, hai chị này nói cái gì cũng nói chung quá trời. Mày đưa đi đâu rồi? Ngay lúc đó, lại có một ông chú xa lạ đến hỏi han. Em muốn cho nhận đi sao đứng đây làm cái gì? Con chờ chú. Chờ chú nào? Con chờ trường này. Rồi bây giờ tụi con đi đâu? Vô đây vô trường hả? Con không đi học trường này đâu. Bây giờ mấy đứa đi đâu? Mua bánh sinh nhật. Bây giờ mấy đứa đi mua bánh sinh nhật đi, mình lại gặp chú. Con phải chờ chú. Chờ chú bảo vệ. Chờ chú bảo vệ trong đây. Rồi đi đâu đi theo chú đi luôn á. Chú đi bán này nha, chú bye bye nha. Đấy, có đi hay không hả? Sau khi được ông chú góp ý, Nam cũng có quyết tâm hơn để rời đi. Nhưng còn lời hứa với chú bảo vệ thì sao đây? Không biết. Hưng không dám đi.
đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong. Cuối cùng Thỏ đưa ra đề xuất. Xem ra đề xuất này không được ai đó ủng hộ lắm, nên ý định bỏ của chạy lấy người. À, nắng, nóng, mệt mỏi mà ông chú thì vẫn chưa thấy đâu. Trong khi đó, em Sóc thì nhất quyết phải giữ lời, nên Nam bắt đầu mất bình tĩnh. Không chịu! Mặt tôi đó. Thôi, Nam không mặc đồ khác nữa nha. Mày nói là Nam không mặc đồ khác nữa nha. Ý là ông mặc đồ khác, không mặc đồ này. Nhưng mà ông nói là không mặc đồ khác nữa nha. Dạ. Câu nói của Sóc như một tia sáng đối với Nam, và anh chàng đã lập tức hành động. Anh em về nhờ. Nhưng sáng kiến này có vẻ không khả thi với hoàn cảnh hiện tại của cả ba lắm. Để bạn đóng cửa đó. Chú trong trường này giữ lại Nam ở đó bây giờ. Đau khổ quá. Vậy chú hỏi cái đồ phục vụ giữ à. Em nhìn mấy bạn tan áo đồ phục đúng Nam rồi. Đấy là Nam không mặc đồ đồng phục nữa nha. Mấy đứa chờ chú có lâu không? Dạ lâu. Chú xin lỗi. Chú vô chú hỏi rồi, không có bạn bạn Hồng Nam là học lớp của cô Mỹ Anh, con chuyển trường rồi. Rồi, chú xin lỗi nha. Mấy đứa đi đâu vậy, đi cẩn thận. Nhớ đi sát lề nha chú. Không đi ra ngoài đường nha. Rồi bye bye mấy con. Mọi sự hiểu lầm đã được giải quyết. Chia tay chú bảo vệ, cả ba tiếp tục nắm chặt tay nhau lên đường. Nhau tốt ghê anh ha. Rồi, con chờ tí nha. Dạ. Yeah, Mỹ Lan. Đây mới là số phận của cái bánh đẹp đẽ này đây. Ừ, em biết rồi. Sao vậy chú mẹ đi tiếp món quà chứ? Cá ngựa không? Con bố ấn thường. Dạ, con bố ấn thường. Cá ngựa không? Rồi, có con là 100 ngàn nữa. Tắt chị nha. Bây giờ cô này. Ai đó đã bị lạc vào mê trận của những chiếc bánh thơm ngon. Và lập tức gạ gẫm. Nhưng hai cô em họ khó tính lại rất nguyên tắc. Vì Sóc và Thỏ hay được mẹ dẫn đi mua hoa, nên hai cô nàng cũng trở thành khách hàng quen thuộc của cô chủ tiệm bán hoa. Đã chọn được giỏ hoa ưng ý thì cô chủ lại phải đi ra hoa gấp, nên đã tiện thể nhờ ba bạn trông cửa hàng hộ. Bán hoa trong hàng cho cô nha. Rồi, nhiệm vụ bất khả thi giữa đường. Có vẻ với nhiệm vụ mới này thì Thỏ và Nam chưa sẵn sàng, trong khi cô nàng Sóc thì rất giữ chữ tín. Xem ra, Sóc Quà là một cô nàng nguyên tắc và rất khoa học. Ngay lúc đó... Các con, ai bán hoa ở đây đến? Dạ, là cô à. Thế con là chủ đây hay sao? Con trông của cô.
bây giờ chú mua hoa mà con bán hoa cho chú được không? Hai bạn gái cho chú hỏi bây giờ chú muốn mua hoa tặng người yêu, chú mua hoa nào được thì được. Em chọn đây. Hoa này nè. Hai con thấy sao? Đây này được rồi. Tưởng rằng việc tư vấn hoa thì là lợi thế của phái đẹp mới phải chứ. Mà bạn chú thích màu vàng, bây giờ chú mua ở đây để chú xem. Mua hoa cúc này tặng bạn chú được không? Chú mua hoa cúc. Con thấy được không? Cái này bao nhiêu tiền? 2 tiền. 2 tiền. Và cái hoa này bao nhiêu tiền? 2 tiền không? 2 tiền. Sau một hồi tư vấn, ông chú đã lựa chọn loại hoa thông dụng nhất và đưa ra lời đề nghị. Chú muốn mua hoa này mà chú quên mất đeo theo tiền rồi, mà nhà chú ở ngay được bên kia kìa. Bây giờ chú mang hoa về xong là một bạn đi theo chú về lấy tiền được không? Bây giờ chú mang hoa về xong là một bạn đi theo chú. Ngay lập tức có một cuộc đùn đẩy trách nhiệm. Bán ngay. Sao bây giờ bạn nào đi nào? Bạn Nam đấy. Bạn Nam nhá. Bạn đồng ý không? Đi về nhà chú rồi chú trả tiền. Thế không thì bây giờ chú mang lá hoa này về nhá. Dạ. Bạn bè hay là anh em với nhau? Anh em. Anh em à? Bạn đây là em hay là anh của con? Anh. Con là anh hai, con phải đi chứ. Mà anh hai có em được mà anh hai gọi lắm. Thấy mình có vẻ đối lý, Nam lại quyết định. Anh Nam về nhá. Rồi bây giờ chú ở nhá. Ông bị đuối là ông bỏ đi đó. Thế bây giờ ba đứa cứ ở đây trông nha, lát nữa tôi quay lại rồi chúng ta lại đây mua nha. Rồi, chào bác con. Anh bánh bao không? Ăn quả. Cả cam. Cam mắt gì nhỉ? Cam mắt gì nhỉ? Đấy là ba đứa con trong hàng cô. Sau khi bàn giao lại nguyên vẹn tiệm hoa, bà anh em nhanh chóng mua trái cây để mau mau trở về cho kịp sinh nhật của chị Nhi. Muốn rồi, nhanh. Chọn ơi, chọn nhanh với Nam về. Ăn sinh nhật em với Nam. Lấy đây. Đi ngang trường vẫn còn bị một nỗi ám ảnh. Ôi, thấy cái bánh thì nguy hiểm quá. Nắm tay nhau mà. Đang gấp gáp trở về thì lại gặp người quen. Và ông chú đã phát hiện ra. Bánh kem cầm vậy là hư hết luôn đó. Cầm vậy là hư để chú kiểm tra nha, chú Thái chú coi lại cho nha. Trời ơi, rồi hư luôn rồi. Chết chưa? Sinh nhật của ai vậy? Với tình hình tổn thất khá nghiêm trọng của chiếc bánh, ông chú đã đưa ra lời khuyên. Đi đổi bánh kem đi. Sóc và Thỏ quyết định sẽ quay lại để đổi bánh. Tuy nhiên, anh Nam có vẻ hơi thờ ơ, nên ông chú đã tình nguyện giúp đỡ. Đi đi, con đi đi, con chú chở em về cho. Con sợ, con chịu đổ nha. Nhà của em ở đâu rồi, chú chở về cho. Nhà của em, cho em về nhà con. Muốn khóc rồi. Không có xe ở nhà đâu. Nhà con ở đâu, nhà con cái cổng màu gì? Cổng màu đen. Cổng màu đen. Có vẻ sự nhiệt tình quá mức của ông chú tốt bụng đã khiến cho Thỏ và Sóc cảm thấy bất an trong lòng. Con sợ chú bắt cóc em, con sợ chú bắt cóc em, là rất quả đáng luôn. Nó cầm tâm ngồi. Ông kéo ngồi, tỉnh bơ vậy đúng rồi. Chú đừng bắt cóc con. Chú đừng có bắt cóc con đâu. Rồi. Này. Bây giờ như vậy. Quá tội.
Bây giờ qua đây chú nói nghe nè. Dạ. Đây. Bây giờ chú lại cho chú nói nghe. Có bạn nào đi đội anh nghe với chú không? Giờ thì không ai muốn đi với chú. Đội đúng không? Chú đi một mình nha. Bây cuối giờ, cùng ông chú tức bụng đành đưa ra đề xuất vẹn cả đôi đường. Kem cho chịu không? Rồi vậy chú đi nha, chú đổi cái kem giùm cho. Rồi hứa nha, bye bye. Chú đi nha. Cái này là 5.000, cái này là 10.000 nha. Còn mấy cái này là 100.000, nghe chưa? Rồi chú đi nha chưa? Thôi thì là cháu đi à. Xem ra trở thành chủ nhân tạm thời của một xe đồ chơi quyến rũ như thế này cũng không phải đơn giản. Và đây là cách giải quyết vấn đề của cô nàng thỏ. Em cho Nam một đồ chơi chơi. Nè, nè. Cuối cùng thì cũng kéo được Sóc và Nam tạm tránh xa những món đồ chơi. Thì lúc này Nam lại có chút hờn dỗi. Nhưng hai cô em họ đã quá hiểu tính của ông anh nên vẫn rất thản nhiên. Quả nhiên là ai đó đã phải quay lại. Ông nhát mà ông cứ hầm người ta vậy đó. Cũng vừa may là chú đã quay lại với một hộp bánh mới trên tay. Bánh như này chú sửa lại rồi nha. Tình hình buôn bán không được khá khẩm lắm nên ông chú có chút than vãn. Anh chàng Nam hào phóng lập tức. Không có đâu. Không thể để cho chú tốt bụng đói bụng được phải không nào? Chú đi đổi bánh kem mới cho tụi con đẹp lắm luôn á. Chú cảm ơn con nha. Sinh nhật của ai? Trước sự hào phóng của anh Nam cùng với việc hoàn thành lời hứa trong hàng trong xe cho chú, cả ba đã nhận được những món quà từ ông chú tốt bụng. Giờ thì mau mau trở về thôi nào. Không sao nè, mẹ muốn sao nè. Khi nghe cô em họ than nặng, ông anh đã có dịp thể hiện sự ga lăng. Thế nhưng khi chỉ còn khoảng 50 mét nữa là về đến nhà thì sóng gió lại đến. Và những giọt nước mắt ấm ức của người đàn ông ấy đã rơi. Người ta chỉ cần một tiếng năn nỉ thôi mà. Thế nhưng người đàn ông ấy cũng rất dễ nguôi ngoai. Một chút sóng gió đã qua đi. Cuối cùng, cả ba anh em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Giờ thì mau mau về nhà đi nào. Nghe bà bắn sinh nhật bây giờ. Đâu? Để là ông thứ hai nữa đâu. Về nữa. Nữa. Nam làm mất cười quá. Không phải cái tật của ổng là ổng giận gì là ổng đòi bỏ về. Ôi, chào ba con. Anh Nam sao vậy? Cái hai bạn đi chơi cùng vui à? À, ngoan quá.